Rồi ok, rồi em bắt đầu đi. Dạ, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Kim Ngân, hiện đang công tác tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên mình xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho mình được tham dự buổi hội nghị ngày hôm nay. Mình xin chia sẻ một số kiến thức mình tìm thấy về ứng dụng y học cổ truyền trong hỗ trợ điều trị COVID-19. Phần nội dung trình bày của mình sẽ gồm có hai phần. Phần thứ nhất là điều trị COVID-19 theo y học cổ truyền và phần thứ hai là các nghiên cứu trên thế giới. COVID-19 đang là vấn đề được quan tâm nhiều nhất tại thời điểm hiện tại. Ngoài việc tuân thủ nguyên tắc 5K, tiêm chủng vaccine thì người dân luôn tìm một cái giải pháp để mà phòng ngừa nhiễm COVID-19. Thì khi nhiễm COVID-19 sẽ có biểu hiện không triệu chứng tới nhẹ, trung bình, nặng hoặc là nguy kịch. Theo thống kê thì bệnh nhân nhiễm COVID-19 thì 81% là bệnh nhẹ và không triệu chứng, 14% sẽ là bệnh nặng và 5% nguy kịch. Rõ ràng khi mà nhiễm bệnh thì người bệnh luôn mong muốn mình thuộc những cái nhóm là không có triệu chứng hoặc là có triệu chứng nhẹ tới trung bình. Vì vậy họ luôn tìm kiếm một cái giải pháp để mà hỗ trợ tăng cường cái đề kháng. Vậy liệu y học cổ truyền có phải là câu đáp án mà chúng ta cần tìm hay không? Bệnh theo y học cổ truyền đây là một sự mất cân bằng âm dương khí huyết chức năng tạng phủ. Khi một cái nguyên nhân gây bệnh nào đó tác động vào cơ thể sẽ làm rối loạn cái trạng thái sinh lý bình thường của cơ thể. Nguyên nhân gây bệnh chia thành 3 loại: nội nhân, ngoại nhân và bất nội ngoại nhân. Nội nhân là những cái tác động bên trong cơ thể, ví dụ như là hỷ nộ ái ố, ai lạc dục hoặc là do ăn uống. Ngoại nhân là những cái tác động bên ngoài, bao gồm phong hàn, thử thách, táo hỏa. Nếu mà không thuộc những cái nội dung nội nhân và ngoại nhân thì sẽ là bất nội ngoại nhân. Vậy thì theo y học cổ truyền, COVID thì thuộc phạm vi là ôn dịch và có tên là cảm mạo ôn bệnh. Bệnh nhiễm khi mà cái chính khí trong cơ thể của mình bị hư nhược hoặc là độc lực của cái tà khí quá mạnh vượt qua cái khả năng phòng ngự của cơ thể, thì lúc này cái chính khí sẽ bị giảm và tà khí có thể xâm nhập. COVID được xét là một dạng ôn bệnh vì có những cái biểu hiện khởi phát bằng cái sốt cao, bệnh cảnh thì thiên về tính nhiệt chứng và gây tổn thương cái tân dịch. Bệnh thường diễn tiến nhanh và cấp tính nhưng mà có thể khỏi một cách tự nhiên và có thể chuyển biến rất là nặng nề để lại những cái biến chứng tử vong và cũng có thể là nó gây ra một cái dịch bệnh cho nên còn có tên là ôn dịch. Vậy thì việc sử dụng các biện pháp y học cổ truyền trong phòng chống bệnh và lây chéo nhiễm như thế nào? Bộ Y tế đã ban hành cái công văn năm 2020 thì có hai biện pháp hỗ trợ chính. Thứ nhất là song phòng ở, phòng làm việc, và thứ hai là cái vệ sinh cá nhân. Đối với song phòng ở và lòng phòng làm việc, chúng ta có thể sử dụng những cái dược liệu chứa tinh dầu rất là quen thuộc với cuộc sống hàng ngày như là sả, chanh, bạc hà, quế. Nhưng mà lưu ý khi mà xông tinh dầu thì chúng ta không được xông khi mà trong phòng có em bé dưới 30 tháng tuổi hoặc là những cái trẻ em mà có tiền sử co giật do là sốt cao, động kinh, người bị dị ứng với tinh dầu. Đối với trường hợp thứ hai là vệ sinh cá nhân, chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc dùng ngoài ngoài nước muối sinh lý phổ biến thì có thể sử dụng dung dịch nhỏ mũi bằng dung dịch tỏi đạt tỷ lệ là 10% đạt chuẩn. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái nước súc miệng dược liệu để mà sát khuẩn vùng miệng họng. Thuốc xông cũng là một trong những phương pháp dự phòng một cách rất là hiệu quả từ trước tới nay, giúp ngăn ngừa được những cái bệnh lý về đường hô hấp, phòng ngừa cúm, cảm mạo. Ngoài ra Bộ Y tế cũng có đề cập một số thuốc uống như là Ngọc Bình Phong Tán, nước ép tỏi và một số loại trà thảo dược. Ngọc Bình Phong Tán đây là một cái bài thuốc cổ phương có tác dụng là ích khí, cố biểu và chỉ hãn, thường được dùng để chữa bệnh những cái bệnh thuộc biểu hư, cảm mạo và những người có thể chất hư nhược. Thì cái tiêu đề Ngọc Bình Phong Tán, Bình Phong tức là tấm trắng, Ngọc Bình Phong thì định nghĩa đây là một tấm trắng bằng ngọc, nó sẽ có tác dụng che chắn bảo vệ cơ thể, phòng chống được những cái ngoại tà xâm nhập. Thì cái Ngọc Bình Phong Tán là sự kết hợp giữa ba vị thuốc hoàng kỳ, phòng phong và bạch trục. Hoàng kỳ thì ích khí, cố biểu là chủ dược, bạch trục thì kiện tỳ, phòng phong thì khu phong. Như vậy việc phối hợp giữa
Hoàng Kỳ và Phòng Phong thuộc phép là trong bổ có tán và trong tán có bổ. Ngoài ra còn một phương pháp dự phòng hữu hiệu đó chính là tỏi. Tỏi đây là một loại nguyên liệu vô cùng quen thuộc với mỗi gia đình. Mấy anh chị sẽ dễ dàng tìm thấy tỏi ở trong vị trí. Tỏi là một loại cây thuộc họ hành có tên khoa học là Allium sativum và được nhắc đến với một loại gia vị có mùi thơm đặc trưng và một bài thuốc quý. Tỏi có vị cay, tính ấm, quy kinh, can, vị. Tác dụng của tỏi bao gồm là hành khí, tiêu tích, sát trùng giải độc, chất kháng khuẩn và sát khuẩn, điều hòa hệ sinh vật của ruột và kích thích hệ miễn dịch. Vậy thì trong đông y, tỏi được sử dụng để trị cảm mạo, lị amip, lị trực khuẩn, dung, viêm ruột, ăn uống không tiêu, mụn nhọt, đơn sưng. Tuy nhiên lưu ý chúng ta không sử dụng tỏi trong những trường hợp là âm thư nội nhiệt, thai sản hoặc là đậu trẫm. Đối với bằng chứng những cái nghiên cứu thì trong tỏi có chứa cái hoạt chất alanin, đây là một hoạt tính chống virus, chống sơ oxy hóa, chống viêm và điều hòa miễn dịch. Ngoài ra cũng có những cái nghiên cứu trên chuột thấy tỏi có khả năng ức chế quá trình phù và tổn thương phế nang, giảm phiên cho cytokine. Đối với nghiên cứu lâm sàng trên người thì việc sử dụng tỏi khoảng 2 gram cách 2 tới 3 ngày sẽ giúp tăng cái khả năng chống nhiễm virus và quá trình nhân đôi của virus. Tiếp theo là về phần xông dược liệu, thì theo y học cổ truyền, xông hơi sẽ giúp hỗ trợ được các bệnh lý cảm mạo thông thường. Chúng ta có thể sử dụng những cái tinh dầu quen thuộc để mà sát khuẩn đường hô hấp và phòng ngừa cúm cảm mạo. Lưu ý là chúng ta không được xông quá dài, thời gian xông là khoảng từ 5 tới 15 phút. Tác dụng của xông là sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố. Đó chính là do nhiệt và do tinh dầu từ dược thảo dược. Tinh dầu sẽ giúp kháng viêm, kháng khuẩn, giãn cơ trơn đường hô hấp. Ngoài ra còn có tác động lên cái thần kinh trung ương như là giảm stress và giảm đau. Đối với tác dụng của nhiệt thì nhờ xông sẽ giúp tăng cái nhiệt độ cơ thể và hoạt hóa cái hệ thống thần kinh tự động, làm tăng cái nhịp tim, tăng máu huyết lưu thông tới da, tăng cung lượng tim và tăng tiết mồ hôi. Lưu ý là xông sẽ bị mất mồ hôi. Cho nên đối với những cái bệnh nhân có tình trạng mất nước như là tiêu chảy, ra mồ hôi nhiều, mất máu cấp hoặc là những cái tình trạng rối loạn điện giải do bệnh lý hoặc là do thuốc thì không nên lạm dụng xông. Và để tránh mất tân dịch thì trước khi xông nên uống một ly nước đường. Tùy vào cái tình trạng bệnh lý và diễn biến của bệnh, y học cổ truyền sẽ chia thành 3 giai đoạn là khởi phát, tàn phát và hồi phục. Trong giai đoạn khởi phát thì bắt đầu phong hàn, tức là virus xâm nhập vào cơ thể, thì phong hàn sẽ xâm nhập vào bì mao và vế vệ với những cái triệu chứng như là phát sốt, sợ gió, lạnh và hắt hơi, ngạt mũi. Đến giai đoạn tàn phát thì bệnh sẽ ở khí vận hay là ở dinh vận. Nhiệt tà sẽ nhập vào những vị trí khác nhau nên xuất hiện những cái triệu chứng lâm sàng khác nhau. Nếu mà biểu hiện ở phần khí thì sẽ dẫn tới trường hợp là sốt, phiền khát, phiền táo, bất an, ho đờm. Nếu trường hợp bệnh ở phần dinh thì sẽ dẫn tới âm hư nội nhiệt, dẫn các triệu chứng như là sốt cao ly bì, tâm phiền khó ngủ hoặc nói lảm nhảm, miệng khô. Ở giai đoạn hồi phục thì lúc này phế tỳ khí hư cho nên bệnh nhân vẫn còn mệt mỏi, ăn uống kém, buồn nôn, bụng đầy, đại tiện vô lực, đại tiện lỏng. Vậy thì tùy theo mỗi giai đoạn bệnh sẽ có những cái pháp điều trị khác nhau. Đối với giai đoạn khởi phát thì phong hàn xâm nhập vào bì mao và vế vệ, cho nên là pháp trị chủ yếu của chúng ta sẽ là sơ phong thanh nhiệt và tuyên phế chỉ khái với những cái bài thuốc như là ngân kiều tán gia thêm xuyên tâm liên và thanh cao hoa vàng, ngân kiều tán gia giảm, sâm tô tán, nhân sâm bại độc tán và hành tô tán. Đối với giai đoạn toàn phát thì nếu bệnh ở phần khí sẽ có biểu hiện ở phế, có thể kết hợp thêm ở vị và ở đại trường, thì pháp trị của chúng ta sẽ là tuyên phế, thanh nhiệt và định xuyển với các bài thuốc như là ma hạnh thạch cam thang, kết hợp thêm các vị nhuận táo, thông tiện hoặc là bài điều vị thừa khí thang trong trường hợp táo bón.
kết hợp bài các căn cầm liên thang trong trường hợp là tả lị nhiều lần, hậu môn nóng rát. Nếu mà bệnh ở phần dinh thì pháp trị sẽ là thâu dinh thấu nhiệt với bài thuốc là thang dinh thang. Ở trường hợp bệnh nặng nguy kịch thì lưu ý là cần phải chuyển bệnh nhân tới bệnh viện y học hiện đại. Ở một số bệnh nhân nhiễm COVID-19 sau khi có test âm tính thì vẫn còn có những cái triệu chứng như là mệt mỏi, khó thở, nặng ngực hay là ho, và một số triệu chứng có thể kéo dài hơn 3 tháng. Như vậy, trong đông y, đối với giai đoạn phục hồi, lúc này phế tỳ khí hư thì chúng ta có thể dùng những cái bài kiện tỳ ích khí như là thang dinh bảo nguyên thang, bổ khí dưỡng phế như là thập toàn đại bổ, sinh mạch tán, nhân sâm dưỡng vinh thang. Ở trong trường hợp bệnh lâu có âm hư kèm theo tâm quý, huyết áp thấp thì có bài lục vị địa hoàng hàn kết hợp với lại sinh mạch ẩm và dưỡng âm thanh phế thang. Phần thứ hai là mình xin trình bày về một số nghiên cứu trên thế giới. Nếu chúng ta gõ từ khóa HerbalCOVID vào cơ sở dữ liệu PubMed thì có khoảng là 111 kết quả các bài báo khoa học sẽ được hiện ra. Thì phần trình bày mình sẽ chia thành hai nhóm, một nhóm là dự phòng COVID-19 và một nhóm là điều trị COVID-19. Vậy câu hỏi liệu các dược liệu có thể dự phòng trong COVID-19 hay không? Đây là câu hỏi chung trên toàn thế giới, và Trung Quốc cũng đã tiến hành tra cứu cái cơ sở dữ liệu từ các nguồn. Thứ nhất là từ sách cổ của việc sử dụng thuốc dược liệu cho dịch bệnh, những cái bệnh thuộc ôn dịch. 6 cơ sở dữ liệu gồm có PubMed, Google Scholar, Cochrane và một số cơ sở khác với những cái từ khóa liên quan tới SARS, H1N1 và dược liệu Trung Quốc. Nguồn cơ sở thứ 3 là các trang web của chính phủ và các trang web y khoa chính thống trong chương trình phòng chống COVID-19, thời gian là tới ngày 10 tháng 2 năm 2020. Có 3 nghiên cứu lâm sàng. Trong đó có một nghiên cứu nhóm đối chứng và 2 nghiên cứu đoàn hệ về việc sử dụng trong dự phòng SARS, thì không có người tham gia nghiên cứu nào bị nhiễm SARS khi mà sử dụng những cái dược liệu Trung Quốc. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu tìm được 4 cái nghiên cứu phòng cúm H1N1 và tỷ lệ nhiễm cúm H1N1 của nhóm sử dụng các thuốc dược liệu thấp hơn so với nhóm đối chiếu. Từ những cơ sở dữ liệu tìm thấy thì Trung Quốc tiến hành triển khai chương trình sử dụng dược liệu cho người dân tại 23 tỉnh thành. Nguyên tắc điều trị cũng sẽ là tăng cường chính khí, ngăn chặn tà khí, tán phong hàn và giải nhiệt. Theo thống kê thì các thảo dược thường hay sử dụng đó chính là hoàng kỳ, cam thảo, bạch trục, kim ngân hoa và liên kiều. Ngoài ra tại Đức cũng có những cái nghiên cứu liệu việc sử dụng vitamin, khoáng chất cũng như là các hoạt chất sinh học từ dược liệu có giúp hỗ trợ trong cuộc chiến chống COVID-19 hay không. Thì cơ sở dữ liệu cũng là trên những cái nguồn PubMed, Scopus, Impact, Central và Google Scholar về việc sử dụng những cái nhóm vitamin như bạn Ngân trước đã trình bày, như là vitamin nhóm A, C, B, C, D, E, selenium, kẽm. Ngoài ra cũng đánh giá một số hoạt chất sinh học có từ nghệ, hoa cúc tím hoặc là keo ong, tỏi, đậu tương, trà xanh và các hợp chất chứa polyphenol. Và 58 bài báo đã được chọn với tác dụng của những cái chất tăng miễn dịch, kháng viêm, chống oxy hóa và kháng virus. Như vậy, có lẽ đây là một cái tiếp cận mới, đó chính là sử dụng những cái phương pháp dinh dưỡng thay đổi đầy hữu hạn để phòng chống COVID-19. Đây là những cái hoạt chất và những cái đích tác động trên những cái chủng virus. Ngoài ra, một số hoạt chất như là curcumin từ nghệ, garlic từ tỏi, ginseng từ nhân sâm, hoặc là những cái EGC từ lá trà xanh, nicotinamide từ đậu nành cũng giúp cho virus không xâm nhập vào cơ thể cũng như là tăng đề kháng. Vậy thì liệu những cái sản phẩm dược liệu quen thuộc của mình có hỗ trợ như thế nào? Thì một số dược liệu sẽ hỗ trợ trong điều trị COVID được đề cập tới trong bài báo này là gừng, nghệ, tỏi, củ hành, quế, chanh, hương nhu, tiêu, nấm và lá đu đủ.
Và rõ ràng là có rất là nhiều sản phẩm tự nhiên có bằng chứng cho thấy lợi ích trong điều trị chống lại những cái nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính. Và đây có lẽ là những cái dược liệu rất là quen thuộc và sẽ là tiềm năng trong việc dự phòng COVID-19 tại nhà một cách rẻ tiền, dễ tiếp cận. Phần thứ hai là về phần điều trị COVID-19 như thế nào. Tại Trung Quốc thì một báo cáo đã chỉ ra là hơn 85% bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-19 tại Trung Quốc đã được sử dụng các thuốc y học cổ truyền và cỡ mẫu lên tới là 60.107 người. Và những cái bài thuốc mà họ sử dụng có thể thấy tại Việt Nam như là Ngân Kiều Tán, Ngọc Bình Phong Tán, Sông Hoàng Liên và Ma Hạnh Thạch Cam Thang. Với những cái cơ sở tác dụng về điều trị theo đông y. Đặc biệt có bài Thanh Phế Bại Độc Thang thì theo báo cáo của Tổ chức Quốc gia về Y tế Cổ truyền Trung Quốc, cỡ mẫu là 214 bệnh nhân mắc COVID-19 được sử dụng bài Thanh Phế Bại Độc Thang thì đã cho hiệu quả hơn 90% bệnh nhân cải thiện triệu chứng. Ngoài ra một báo cáo khác là sẽ có trên 701 bệnh nhân COVID-19 cũng sử dụng bài này thì cho cái hiệu quả đáng kể, 18,5% bệnh nhân đã khỏi hoàn toàn sau điều trị, hoặc là 7,27% biến mất các triệu chứng, 38,2% bệnh nhân cải thiện và 30,2% bệnh nhân ổn định các triệu chứng. Theo hướng dẫn điều trị bằng y học cổ truyền phiên bản thứ 6 tại Trung Quốc, thì một số bài thuốc được sử dụng cho những cái giai đoạn đầu trong quá trình dự phòng như là bài hốc hương chính khí, khu phong giải độc hoàng và ngân hoa thanh cảm hoàng. Đối với cái giai đoạn điều trị, họ cũng chia thành 4 mức độ là nhẹ, trung bình, nặng và nguy kịch. Thanh phế bại độc thang là cái bài thuốc được sử dụng từ mức độ nhẹ, nặng, trung bình tới nặng. Đối với trường hợp bệnh nặng và nguy kịch thì còn sử dụng những cái thang thuốc tiêm. Ngoài ra có bài An Cung Ngô Hoàng Hoàng được sử dụng trong trường hợp nguy kịch. Như vậy, để kết luận bài trình bày của mình thì mình xin tóm tắt lại y học cổ truyền. Đây là một giải pháp giúp hỗ trợ điều trị COVID-19, đặc biệt trong quá trình phòng ngừa giai đoạn đầu và giai đoạn hồi phục của bệnh nhân. Có một số bằng chứng về tác dụng và hiệu quả của việc sử dụng các bài thuốc cổ truyền, dược liệu trong dự phòng và điều trị các bệnh về đường hô hấp hay COVID-19. Tuy nhiên, chúng ta cần có thêm những cái nghiên cứu về lĩnh vực ứng dụng của y học cổ truyền trong dự phòng và điều trị COVID-19. Phần trình bày của mình tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý đồng nghiệp.